Thưa quý vị, trong một ý kiến cử tri trước, chúng tôi đã phản ánh về vấn đề cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường Giả Tượng, phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Sau khi phóng sự được phát sóng, Công ty Công viên Cây Xanh Đà Nẵng đã tiếp nhận và cử người và phương tiện đến hỗ trợ. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 10, người dân khu vực Mân Lập Tây 1, phường Mân Thái, quận Sơn Trà rất vui khi Công ty Công viên Cây Xanh Đà Nẵng đã triển khai xe chuyên dụng để cắt tỉa gọn gàng tất cả cây xanh trên tuyến đường Giả Tượng sớm trước 10 ngày so với kế hoạch. Nhà trước đây là những năm mưa bão gió là em không có dám ra đường. Thứ nhất, những cây cổ thụ lâu năm là sợ nó trúc đổ vào nhà nên em ở trong nhà cũng cảm thấy không yên tâm. Nhưng hiện giờ em cùng người dân ở tổ 46 cảm thấy yên tâm mỗi lúc ra đường. Vừa rồi phóng viên của đài Đà Nẵng TV chúng thực hiện cái việc nghe cái ý kiến của cử tri phản ánh cái việc cắt tỉa cây xanh ở đường Giả Tượng. Sau ý kiến của bà con gửi phóng viên thì hiện nay đã được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng. Tôi mong rằng cái chuyên mục này được phát triển nhiều hơn để tiếng nói cử tri được các cấp các ngành quan tâm giải quyết nguyện vọng thỏa đáng kịp thời. Qua việc này, chúng tôi hoan nghênh các cơ quan chức năng đã sớm tiếp thu ý kiến người dân và có giải pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão.